Xin chào tất cả quý bạn và các vị đã cùng nhau đến với gặp review của Lai Bâng với vị tướng có đánh nắc trong kèo đấu đầu đi rừng cùng với cả AOI bên cái chiến tuyến một trận đấu trong ranh thách đấu so với Việt Hà. Khi mà bên phía của Bâng sẽ còn có top 11 thách đấu Việt Nam, vị tướng Karizic trong tay của Z-Way, rồi đến top 28 thách đấu Việt Nam với vị tướng Vedat ở trong ván đấu này. Bên phía đối phương đang có hai vị tướng xạ thủ, đó là Moren và Cafeni. À, ngay lập tức là Moren có chat rồi, đây rồi chat gặp bút ba ba anh Bâng ơi nó không hủy. Moren chat gặp bút ba ba nó không hủy. Bâng chat lại không sao. Bâng sẽ nâng cho mình chiêu một ở cấp độ đầu tiên và bắt đầu từ vòng rừng bồ xanh. Hơi nhưng mà từ bút ba ba. Bút ba ba là như nào ta? Bút ba ba là như nào nhở? Rồi như vậy là Z-Way cũng sẽ đến với vòng rừng và hỗ trợ Bâng ở trong cái vòng rừng đầu tiên này. À đây gọi là ramming này. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại cái chiến thuật ramming. Chiến thuật ramming là chiến thuật mà người chơi hỗ trợ sẽ trở thành một rammer, đi hỗ trợ cho người chơi đi rừng ngay từ vòng rừng đầu tiên. Làm sao để hỗ trợ cho người chơi đi rừng kết thúc vòng rừng đầu tiên nhanh nhất có thể, rồi tiến hành đi ganh cùng người chơi đi rừng, tạo lợi thế ở một phần đường nào đấy. Khu vực đứng giữa chúng ta đang có lợi thế 3-2. Tú Lan mất rất nhiều máu và chiến công đầu được dành cho Rat rồi. Z-Way cũng điểm hỗ trợ, còn Bâng thì không có một tí gì gọi là can thiệp vào tình huống của điểm gục đầu tiên của chúng ta cả. Bây giờ sẽ tiến tới với cái con bồ đỏ. Như vậy đã lên được cho mình cái trang bị thứ cấp của kiếm truy hồn là trang bị đi rừng, giày hộ vệ. Rất hợp lý khi mà bên phía của đối phương không có quá nhiều khống chế và lại có rất nhiều nguồn sát thương vật lý mạnh, đó là Aoi, Moren và Cafeni. Hiểm mã không chung, Arthur chủ động băng vào, đạp xuống luôn vào Arthur, nhưng mà Arthur cũng đang tương đối cứng ha. Mười giây nữa nhưng mục tiêu lớn sẽ xuất hiện trên bản đồ. Vedat bắt đầu di chuyển rồi, có lẽ là chúng ta sẽ kiểm soát cho mình ở khu vực hang rồng. Rat đang có một tình huống đứng bụi tốt ở phần bồ đỏ của đối phương. Chiều có kích hoạt đến từ Z-Way, chúng ta có ý định bắt vào người chơi, đó là Cafeni. Đó là Pudding bị lên bảng điểm số. Pudding này tôi nhớ không nhầm thì là xạ thủ của đội tuyển B2F thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì là xạ thủ của B2F trước đây. Có cái nghi vấn gì mà bút bẩn cày thuê gì đấy, có nghi vấn cày thuê gì đấy và bị xử phạt thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì là như thế. Như vậy là bên phía của Bâng đã kiểm soát được rồng rồi. Bâng có kèo 8 mạng ở trong ván đấu này à? Thấy bảo là 8 mạng không chết, chết một mạng là học luôn. Hình như có kèo 8 mạng hay sao á. Anh hết tay rồi, quay ơi, tự xử, chạy. Khu vực đường giữa bên phía đối phương nó có tương đối đông người, Z-Way đang cố gắng bỏ chạy. Z-Way không chạy được rồi, điểm một được dành cho Arthur. Bên phía đối phương đang càn sang phần rừng bồ xanh của Bâng. Chúng ta đang có một người khu vực đường giữa, đó là top 28 thách đấu Vedat. Trong đó thì Bâng hạ sát được vào Tulen, nhưng trước đó là tiền đề rất tốt được tạo ra dành cho Bâng của mạng, đó là Rat. Bây giờ bắt thêm vào Moren nữa. Ý Nhi đã cố gắng tốc biến bỏ chạy. Chạy được hay không mới là vấn đề. Siêu việt được dành cho Bâng rồi. Giữ lại được con bồ đỏ nhưng chân không chạm đất. Aoi bốc khơi với double kill được dành cho Bâng. Chúng ta ép tiếp lên khu vực phía trên nhưng cũng chỉ để giải quyết đi con Seja của đối phương mà thôi. 5-1 về tỷ số mạng gục và Bâng đang có kill đó trên là 4-0. Có được cho mình kiếm truy hồn. Và bây giờ sẽ lên cho mình cái thương xuyên phá. Nói chung là build đồ của con Karignac thì nó vẫn như vậy thôi. Build đồ full sát thương. Đây là cái vòng rừng thứ 2 của Bâng thì phải. Vòng rừng thứ 2. Thương xuyên phá. Chúng ta đánh xuống khu vực đường dưới. Ý nhi. Ui. Máu tụt còn nhanh hơn người yêu cũ tụt quần. Máu tụt còn nhanh hơn người yêu cũ trở mặt. Aoi băng vào, cố gắng để hạ sát một người nhưng không được rồi. Căng ngang từ đâu đó chính là Arthur. Arthur cố gắng hạ sát vào Z-Way nhưng bị lên bảng đếm số với điểm gục huyền thoại được dành cho Bâng rồi. 8-1 và Bâng đang có được cho mình khi đây đối trên là 6-0-1. Cướp đi cho mình combo xanh phần rừng đối phương Rat. Rat có mặt ở đây nhưng không quyết định để tranh cướp combo xanh với Bâng. Ở khu vực phía trên bản đồ thì chúng ta đã có được cho mình trụ đầu với Stuart đang về. Sao tuyển thủ TDT trẻ trâu vậy anh em? Tuyển thủ TDT là tuyển thủ nào nhỉ? Có Judas. Judas ở trong ván đấu này đánh cho mình vị tướng Aoi. Già đầu rồi, cái gì già đầu rồi mà như trẻ trâu ý. À, già to đầu rồi như cái thằng trầu. Rồi vạn vật hấp dẫn hút được hai người rất hay đấy, từ vị trí của Z-Way. Và Bâng đã không bỏ lỡ để mang về thêm một điểm gục nữa là 7-0-2 đến từ KDA của Bâng rồi.
biến về hồi lại cho mình lượng máu đã mất. Vâng, tuyển thủ đang bị chửi rồi. Có Zurat bên phía của đội đỏ, là thành viên của TDT. Chính xác là từ Heavy chuyển qua TDT để tham gia vòng loại của giải đấu AIC 2023. Ngoài ra còn ai nữa của TDT nhờ? Caffini thấy chat tới 3 người của TDT mà. Đang chat tới 3 tuyển thủ của TDT thì còn ai nữa ta? Còn ai nữa trong ván đấu này ta? Đang có thông xuyên phá đến từ Bâng rồi. Bâng vẫn còn cho mình quả cầu băng xương ha. Lên cho mình cái nanh Fenrir luôn ạ. Ở khu vực đường dưới đang có một tình huống do tranh đổ gian rất là to. Tôi đang thấy là Zurat. Zurat ra mắt mờ pick nhầm Maui em. Ba anh về bán muối đi chứ, làm tuyển thủ gì? Ui, tuyển thủ của TDT đang bị chửi to đầu ở trong ván đấu này. Tuyển thủ TDT, ba anh về bán muối đi chứ, làm tuyển thủ gì? Vâng, Pudding. Pudding, He Pudding. Tôi nhớ không nhầm thì đây là cái tên in game của người chơi xạ thủ của đội tuyển B2F trước. Vâng, Aoi muốn thì hủy đi. Tự nhiên bắt người ta hủy dậy. Muốn thì tự hủy đi ba, tự nhiên bắt người ta hủy vậy. Đúng cái thằng trẻ trâu. Ôi trời ơi. Vâng, tôi không biết ai trẻ trâu, nhưng mà thực sự cái cách chat vào trong cái ván đấu này thì đang thấy là Caffini trẻ trâu nhà. Trùng lên thì hủy dù mà. Đang cãi nhau cực kỳ kinh khủng rồi. Khó gì vậy? GG đi cái gì vậy? À, cái đích đầu hàng. Cái đích đầu hàng rồi, có một bạn nó dành cho Bâng. Kịp không? Không kịp. Và Bâng không có được 8 mạng ở trong ván đấu này. Khuôn mặt thất vọng đến từ Bâng. Và cũng không thể ra trách Bâng được khi bên phía đối phương GG. Cay quá, không được ăn kèo đến từ Bâng rồi. Nhưng mà đang có một cái drama gì đấy ở trong ván đấu này trên rank thách đấu. Tuyển thủ TDT bị chửi và có tới 3 tuyển thủ của TDT. Nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy một mình cái tên Zurat thôi. Còn những cái tên còn lại như là Ý Nhi gì đấy thì không biết có ai là tuyển thủ của TDT hay không. Tính năng của game xà mãi, có thấy xà không? Đây này, Zurat này, Pudding này, Ni này, Pising này, Ý Nhi này. Có thấy mỗi Zurat là tuyển thủ của TDT thôi. Còn Pudding thì là người chơi xạ thủ cũ của đội tuyển B2F. Đấy, còn Ni với Pising với Nhi thì có còn ai là của TDT nữa hay không thì tôi không biết. Nhưng mà có lẽ là Ý Nhi sẽ là một người chơi của đội tuyển TDT. Bởi vì theo như cái thằng Caffini là Pudding, nó chửi là 3 người chơi của đội tuyển TDT. Mà Ý Nhi với cả Pudding là cùng chung một lên xạ thủ, thì có lẽ là Ý Nhi với cả Zurat sẽ đi cùng với cả thêm Ni hoặc là Pising. Thì đó là 3 người của TDT. Thì nếu như mà ai biết được ngoài Zurat, hai người còn lại nằm trong biên chế của TDT là ai, hãy để lại bình luận để giúp tôi thông não ở trong ván đấu này nha. Và cũng cảm ơn các thầy đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy ở trong những video sau. Bye bye.